Xin chào bà con. Thì cái vấn đề hôm nay mình nói đến cho bà con xem đó là về cây bơ bút. Hiện trạng bơ bút trong giai đoạn này, giai đoạn thứ nhất là trái rất là lớn, có quả khoảng cỡ 3 lạng, 4 lạng, nói chung là tùy vào khu vực của bà con chúng ta. Nhưng vấn đề bây giờ rất là lo lắng của bà con nông dân đó là trái bơ bút chúng ta bị bọ xích, mọt đục cành chích rất là nhiều trên trái, xì bọt trắng rất là nhiều. Về vấn đề bọ xích đây thì mình có thể là bà con khắc phục được rồi. Nhưng vấn đề mà mọt đục cành á, như trên những trái bơ mình quay các bạn và con xem đúng không, trái nó xì bọt trắng ra, cái này là cái rất nguy hiểm cho con nông dân chúng ta. Vì giai đoạn này là giai đoạn bơ chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa, tùy vào vườn, tùy vào khu vực là chúng ta tiến hành thu rồi. Thì tầm 3-4 tháng thì chúng ta thu, nhưng mà giai đoạn này giai đoạn vào mùa mưa. Cái thứ hai nữa là cà phê chúng ta lúc này cây cối rậm rạp nên dẫn đến tình trạng mọt đục cành nó ẩn nấu rất là nhiều. Đặc biệt cái này đối với những cái vùng bà con trồng sen cà phê nha, thì cái tình trạng mà cái bơ bút chúng ta nó bị xì bọt trắng á, rất là nhiều. Đó là mình chia sẻ là theo quan điểm của mình, là những vùng trồng cà phê nhiều á hay bị, so với những vùng mà trồng rạc bơ, sen bơ không á, chúng ta không có sen cây quả nào khác á, tỷ lệ mà bị mọt đục cành gây hại trên quả bơ chúng ta rất là ít hơn. Một số bà con thắc mắc á, nó xì bọt trắng này là do nấm hay là gì, thì một số bà con nông dân ta đâu có hiểu, cũng không biết, cứ tưởng là nấm hay là vi khuẩn hay là một vấn đề nào khác. Thì mình xin lý giải và giải thích cho bà con xem á, là cái xì bọt trắng ở trái bơ như thế này á, cái đó là côn trùng gây hại, đó là mọt đục cành gây hại chúng ta. Còn cái mà chích thuốc đen 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 á, mà trong này nó nứt ra, cái đó là bọ xích. Thì cái vấn đề bọ xích giai đoạn này chích tỷ lệ nói chung rất là thấp, vì lúc này cái vỏ chúng ta rất là dày rồi. Nhưng vấn đề mà chúng ta đang lo ngại ở đây á, đó là mọt đục cành. Hồi nãy giờ quay các bạn xem đúng không? Con xem đó, trái bơ nào ở trên cái vườn bơ này, trái nào cũng bị chích hết. Thì cái lỗi ở đây là nông dân chúng ta rất là, cái công tác mà thăm vườn và phun thuốc sâu côn trùng chích thúc á, rất là thờ ơ. Chúng ta ít quan tâm, miễn đậu trái được rồi. Thì hiện tại đối với tất cả cây ăn quả chúng ta hiện tại rất là khó, kể cả sầu riêng, bơ hay là một số cây trồng khác, tới giai đoạn gần bán là chúng ta không phun phòng côn trùng chích thúc sâu nấm á, nó sẽ bị chích thuốc hết thì không trái hết. Còn có những trái bơ chúng ta không làm cành á, mình qua bạn xem á, thì nó bị cọ những cái cây, nó sẽ bị có những cái vành đen đó. Bà con kêu tại sao có cái vành đen, thì mình cũng lý giải là khi bà con không làm cành á, thì gió sẽ đung đưa qua, đung đưa lại, nó tạo ra những cái vết rằn, cái vết sằn ở trên cái bơ chúng ta. Thì cái về cái tình trạng mà côn trùng chích thuốc này á, đáng lẽ mình nhắc nhở bà con rất là nhiều rồi, hầu như clip nào mình cũng khuyên bà con phun thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc. Nhưng đến clip này mình sẽ quay thực tế cho con xem về cái vườn bơ này. Có những cây bơ trái rất là bóng loáng, mà qua đó có những trái bơ á, thật sự là bị chích thúc. Nói chung là rất là tiếc, vì trái bơ rất là lớn như thế này, chuẩn bị thu hoạch rồi, bị chích như thế này rất là bỏ, rất là tiếc. Thì bà con bán giá cao thì sẽ bán không được. Nói chung là mua vào loại 3, loại thường, nói chung giá rẻ. Vì cái việc mà đậu trái xong á, thì bà con chúng ta, một số người thì nghĩ ít quá, vì sẽ không quan trọng thôi phun. Thì càng bà con càng ít, bà con không phun thuốc sâu. Cái phun thuốc sâu ở đây á, mình chia sẻ với con á, thứ nhất là con phun phòng cả cái lá non lúc này. Lúc này cái bơ chúng ta hay ra đọt non, để chúng ta phòng được cái đọt non để không chích thúc, và chúng ta sẽ làm một cái cơ đọt ho mới, vụ mới. Bà con không phun thì bơ bút chúng ta cũng chích hết luôn, trái cũng chích hết, và hỏng hết luôn và bỏ hết. Cái đó mình chia sẻ. Nhiều bà con cũng thắc mắc và có hỏi mình là có nên bọc quả bơ không. Cái đó thì mình khuyên bà con là không nên bọc. Và thí dụ nếu bà con bọc thì bà con có thời gian để bọc được trái bơ như thế này không? Một cây nó tầm khoảng 200-300 quả, bà con có thời gian bọc không? Và trong thời gian 200-300 quả đó bà con bọc, thì khi những cái trái nó rụng, bà con kiểm tra được không và biết được không? Nó rụng có thể nó điêu trên ngọn cây luôn. Thì mình khuyên bà con là không nên bọc. Còn đối với những bà con nào bà con muốn bọc thì đó là việc của bà con, vì mỗi bà con chúng ta có những cái quan điểm khác nhau và những cái chia sẻ khác nhau. Không phải là bà con bọc sẽ đỡ phun thuốc, mà bọc ở đây là cái trái bơ chúng ta sẽ tỷ lệ sau này, sau thu hoạch cho đến người dùng á, khi bà con hái trên cây rất là đẹp, nhưng mà sau khi bà con để ở nhà vài hôm á, đó là quan điểm cá nhân của mình chia sẻ nha. Mình nhắc lại là mình chia sẻ quan điểm của mình á, nó hay bị đen cái trái đi, nói chung là nó sẽ mất cái màu sắc đẹp sau khi mà hái xuống á, để vài ngày á. Còn nếu bà con không bọc á, con để luôn á, có hái xuống thì màu sắc nó vẫn tươi được lâu. Cái đó là cái mà bà con nên bọc hay không. Cái đó là mình nói về cái quan điểm mà giữa cái bơ bọc và không bọc á. Nếu bà con phòng mình được côn trùng chích thúc và nấm bệnh thường xuyên á, thì trái bơ chúng ta rất là bóng, xanh và đẹp.
Vì cái này có rất nhiều bà con chúng ta hỏi và thắc mắc rất là nhiều. Thì mỗi clip mình cũng nhắc nhở cho bà con rất nhiều cái chi tiết. Thì trên cái clip này thì mình nhắc nhở lại bà con là thường xuyên phun thuốc côn trùng chích thúc và những loại thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc nó chuyên trị mọt đục cành, bọ xích thì bà con nên dùng. Thì cái thời gian bà con nên phun thì mình nên phun vào buổi chiều mát á. Thì lúc đó chiều tối khoảng tầm 4, 5 giờ, 6 giờ chiều á, thì thời gian đó nó hơi cực cho bà con. Nhưng mà côn trùng chích thúc á, nó gây hay gây hại vào cái thời gian tối đó. Nên mình nhắc nhở bà con là để ý cho mình cái công tác mà cái côn trùng chích thúc. Cái đó là những cái chia sẻ cho mình về cái vấn đề côn trùng chích thúc. Cái thứ hai nữa là giai đoạn này bà con nên bón phân gì. Thì mình cũng chia sẻ rất nhiều bà con rồi. Đối với giai đoạn đang nuôi trái như thế này á, thì bà con nên bón mình những dòng NPK. Ví dụ như mình chia sẻ với bà con là trong giai đoạn này nên bà con nên bón hàm lượng lăng với đạm cân đối, kali thấp lại. Thì mình cũng giải thích ở clip 101 rồi. Thì đó là mình bón cái kali thấp để cho trái nó từ từ nó già, và lăng với đạm cao rồi để đọt nó đi. Thì giai đoạn này có phát đọt á, thì cái tình trạng rụng trái sẽ không có. Nên bà con yên tâm ở giai đoạn này không cần phun hãm ngọn hay chặn đọt nữa. Đó là tùy vào vườn nha, có nghĩa là có những vườn phải phun, nhưng mà hầu như giai đoạn này không phun. Nó là chia sẻ theo quan điểm của mình biết. Đó, bà con bón phân cho mình. Thì tùy vào cây, cây 3, 4, 5, 6, 7 năm tuổi thì con bón những hàm lượng khác nhau. Mình chia sẻ là có những bà con bón cho mình hàm lượng là nửa ký NPK tùy tán nha, rồi nửa ký vi lượng tùy tán sắt kẽm magie bo canxi. Đó, bà con bón cho mình. Còn phân chuồng thì mình bà con vẫn duy trì cho mình là 1 năm 2 lần thôi. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì tiếp đến mình sẽ di chuyển sang cây bơ thứ hai và thứ ba bà con, để đi kiểm tra một cái vườn này của bà con nông dân sau khi làm cành để mà tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Thì cái bơ ra đọt thì có những trái bơ nó láng, thật sự là trong một đám một vườn có những cây nó láng nó đẹp, mà có những trái nó không xì trắng hết á, giống nhau á. Thì cái này mình đi mỗi vườn mình sẽ kiểm tra và đưa ra những cái quan điểm của mình chia sẻ cho bà con á, bà con đúc kết được cái việc mà chăm sóc cây bơ bút nó khó và những cái công tác nên làm như thế nào để cho nó hiệu quả. Nói chung là vườn này đa số là bị chích nhiều. Vì chích nhiều nên mình chia sẻ cho bà con về cái vấn đề này, để những bà con chưa bị á thì con có thể khắc phục, hoặc là vào vụ sau bà con phải phòng được cái này cho mình. Vì lúc này bà con chỉ phòng mỗi cái thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc cho mình là chính. Cái thứ hai là thuốc nấm bệnh thôi. Hai cái đó là cái quan trọng thôi. Còn về dưỡng trái thì bà con cứ vẫn phun dưỡng bình thường thôi, để cho trái ra bóng đẹp. Đó là tùy vào mỗi bà con chúng ta khác nhau. Đó là những cái yếu tố mà cần quan trọng nhất mình đã chia sẻ cho bà con rất nhiều rồi. Thì mình chia sẻ dần dần và tới clip thu hoạch, đó là hết một cái mùa vụ bơ. Thì ở clip này mình nói cũng rất kỹ rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa cho bà con, đó là bà con kiểm tra vườn, phun thuốc côn trùng chích thúc là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phun thuốc nấm bệnh là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bà con bón phân, tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái giai đoạn này, giai đoạn trái non này. Nói về già thì một số bà con giai đoạn này hầu như cũng sợ trái bơ già, nhìn ở ngoài thấy già nhưng ở trong thật sự không già. Bà con muốn kiểm tra một cái cây bơ bút chúng ta trái nó già rất là khó. Vì lúc bà con nhìn ở ngoài da nó sần sùi, nó nổ, nó móc như rêu vàng á, đôi mắt cua đó. Nói chung nhiều hiện trạng con thấy cái bơ mình nó xấu, nó sần sùi, bà con tưởng già, nhưng thật chắc không có già. Cái bơ này già từ lúc mà ra hoa tới lúc đậu trái là khoảng thời gian rất là dài. Mình chia sẻ là tầm khoảng cả 8 tháng, tầm 8 tháng nha bà con, nên rất là lâu. Thì thế nên cái công tác mà bà con cắt non về bán nên nó rất, giá nó rẻ. Thứ hai nữa thị trường họ chuộng vì giá rẻ, rồi bà con kêu bơ này dở. Vì bà con hái bơ nó non nên ăn dở dẫn đến giá rẻ. Còn con để đúng thời kỳ, đúng chu kỳ của nó thì tầm khoảng cả tháng 9, tháng 10 âm lịch là đúng thời vụ của bơ này. Còn nếu những bà con nào có cách kỹ thuật chăm sóc riêng và bón phân dinh dưỡng cho cây khỏe sung á, thì có thể neo được cái tháng 11 âm lịch. Cái đó là những cái quan điểm của mỗi bà con khác nhau. Thì còn mình thì mình chia sẻ ở trên những cây bơ này mình cũng quay bà con xem luôn á. Nãy giờ mình kiểm tra có những trái nó bóng lón rất là đẹp, mà có những trái nó bị bọ xích chích hết. Mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết cho bà con xem. Thì cái đó là những cái quan điểm mình chia sẻ bà con về cái hiện tượng mà trái bơ xì bọt trắng, để bà con khắc phục. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Mình sẽ luôn luôn cập nhật những video mới cho con xem về sầu riêng và cây ăn quả. Hiện tại giờ cũng đang trong giai đoạn ổn định hết rồi, chỉ còn giai đoạn thu hoạch và tiến hành bà con chăm sóc tỉa cành tạo tán cho vụ mới. Một nửa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này ạ.